Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Thế Giới Crypto và mình là Đồng Tâm. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái kèo đồng coin KOS. Đây là coin sàn nhé. Và cái thời gian địa điểm của nó rất là rõ ràng này. Anh em có thể thấy là thời gian của nó là ngày mùng 5 tháng 10 nó sẽ list phân cách swap này. Và tiếp theo nữa là ngày 25 tháng 12 à 25 tháng 10 thì sẽ list coin Gecko nhé. Đó, và 25 tháng 11 thì sẽ nít Hotbit, 25 tháng 12 nít Binance, 25 tháng mùng 5 tháng 10 thì nít CoinMarketCap. Thì con này nội trình của nó rất là ngon nhé, nghe thì rất là ngon đấy, nhưng mà nó chưa lít thì mình vẫn gọi nó là kèo xổ số. Thì xổ số thì anh em biết rồi, nếu mà biết trước thì đã giàu, cho nên là đã gọi là xổ số thì mình chơi với cái độ là tham gia với cái số tiền là nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ các bạn có thể làm claim airdrop, hoặc là nếu mà mua thì các bạn mua ít thôi, mua vài đô thôi, gọi là thôi. Đấy, còn nội trình của nó trình bày đây, nó thông báo đây thì nó cũng rất là cụ thể chi tiết nhé. Đó, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm claim kèo này nhé. Kèo này thì nó có hai cách để chúng ta kiếm kiếm đồng coin của nó, sở hữu đồng coin của nó. Cách thứ nhất là chúng ta có thể là claim. Cách thứ hai là có thể là chúng ta sẽ chatbot để nhận được nhé. Thì chatbot thì mình chỉ làm nhiệm vụ join vào mấy nhóm của nó thôi. Rất là đơn giản. Đó, bạn nào làm claim thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn này. Và mình sẽ hướng dẫn luôn cả cái chatbot nhé. Đó, bạn nào làm claim thì sẽ nhấp vào cái đường link mình để phần mô tả video và copy nhé. Nếu mà các bạn chưa biết copy cái phần link ở trong phần mô tả video ấy, thì các bạn xem cái video hướng dẫn nhé. Mình cũng để link ở dưới đấy. Copy link trong cái phần mô tả nó cũng dễ thôi, chẳng qua là các bạn cũng chưa làm bao giờ thì các bạn chưa biết thôi, chứ còn làm một lần thì chúng ta sẽ biết làm thôi. Nó cực kỳ là đơn giản. Đó, thì khi các bạn copy link xong thì chúng ta sẽ về ví nhá. Các bạn sẽ nhấp vào mục đáp này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dán cái đường link vào cái ô tìm kiếm này nhá. Sau đó thì sẽ nhấp vào mục hoàn tất và đổi cái mạng ETH này sang mạng Smart Chain này. Đó, con này thì coi sàn. Coi sàn này, cái thời gian của nó là nó còn 26 ngày nữa thì sẽ list phân cách swap này. Ở đây thì nó có cho cả buy nhé, nó đang mở bán ở vòng 1 nhé. Thì các bạn thích mua thì các bạn nhấp vào đây. Đó, nhấp vào đây. Các bạn điều chỉnh số lượng ở cái ô này này. Chỉnh số lượng xong thì các bạn sẽ nhấp vào mục buy này nhé. Đấy, bạn nào mua thì sẽ chỉnh ở đó. Và 0.01 BLB thì các bạn sẽ được 250 triệu cái đồng coin này. Còn bạn nào muốn cờ nam thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Thì tuy nhiên là khi mà vào một cái kèo nào đó thì chúng ta cũng phải tìm hiểu qua cái thông tin của nó. Thì ở đây anh em sẽ thấy này. Ở đây chúng ta sẽ xem tổng cung của nó nhé. Nhấp vào đây xem nào. Tổng cung của con này. Ôi. Thôi nó lại nát ra mất rồi. Tổng cung của con này nhìn khá là ngon nhé. Đã thấy có cả sàn Hotbit. Nó đã hâu con này rồi. Tổng cung của con này là 100.000 tỷ. Hiện tại thì đã có 2.398 ví hâu. Kèo này nó mới ra nhé anh em, cho nên là mình vẫn là những người đi đầu nhé. Rồi, Hotbit đã hâu con này này. Binance đã hâu này. Kèo quá ngon luôn. Hai ví của hai sàn này nó đều hâu rồi nhé. Anh em cứ chiến đi nhé. Xổ số con này, nhưng mà con này tiềm năng đấy. Đó, con này khá là tiềm năng nhé. À đây nó cũng có đốt rồi này, tổng cung nhiều nhưng mà nó đốt rất là nhiều, nó đốt 40% rồi nhá. Ôi quá tuyệt vời luôn, coin nào mà đã đốt rồi thì nó khan hiếm và nó tăng giá rất là nhanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái giao diện để chúng ta claim này. Đó, các bạn có thể là mua xổ số 0.01 BLB cũng được. Hãy cho mình một cơ hội để biết đâu nhỡ là trúng thì lại như cái kèo OneNet Swap ấy, trúng 20 lần, x20 lần tài khoản thì quá ngon. Đó, bạn nào thích claim airdrop thì chúng ta sẽ vào đây. Đây là cái logo của nó nhé, logo khá là đẹp nhé. Nhìn rất chi là lãng mạn luôn nhé, hai con cá đang bơi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào airdrop này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào claim và nhấp vào mục kết nối. Trời hôm nay mưa quá, miền Bắc hôm nay mưa cả ngày rồi. Tối đa thì tổng số
Tổng số phí mạng chỉ có 0,23 đô, rất là rẻ nhé. Con này rất là ngon này, chúng ta sẽ nhấp vào mục chấp thuận này. Đó. Kèo quá ngon luôn nhá. Sau đó thì mình sẽ lấy lại con trách này. Chúng ta sẽ lấy con trách để bật hiển thị trên ví. Từ đã xem là kéo xuống dưới đây nó có rất là nhiều thông tin nội trình rồi là CL rồi những cái đội ngũ sáng lập của dự án nhé. Đó, bạn nào muốn join vào cái cộng đồng của nó thì chúng ta xem thì có thể là vào Twitter và Telegram này. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy con trách nhé. Đây, copy con trách của nó ở đây. Bạn nào mà ví không tự hiển thị được thì các bạn sẽ lấy số thập phân ở đây là số 8 này. Còn cái ký hiệu của nó là cái KOS này nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại giao diện ví chính và nhấp vào mũi tên đảo chiều góc trên. Tiếp theo thì sẽ dán cái con trách vào ô tìm kiếm. Đó, và tiếp theo thì bật tự thêm các đồng tiền mã hóa này nhé. Đó, chúng ta sẽ đổi cái mạng lưới Ethereum này sang mạng Smart Chain này. Địa chỉ hợp đồng này, add contract vừa copy vào nhá. Sau đó nhấp vào chữ dán này. Ok, như vậy là đã đầy đủ thông tin và chúng ta sẽ nhấp vào mục làm xong. Hiện tại thì mình đã nhận được là 5 triệu cái đồng coin KOS này nhá. Đây là đồng coin sàn và thông tin của nó thì cũng rất là rõ ràng và đầy đủ nhá. Anh em có thể là tham khảo thêm ở trang web của nó. Đó, và bạn nào mà muốn chatbot thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chatbot luôn để chúng ta nhận free nhé. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào cái đường link ở phần mô tả video này. Các bạn nhấp vào đường link chatbot nhé, sau đó thì nhấp vào mục Start này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào chữ Join Airdrop nhé. Đó, Join Airdrop này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ follow hai cái trang này của nó nhé. Join vào nhóm Telegram, hai cái group Telegram của nó này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào follow Twitter và tăng tên ba người bạn này, tăng tên ba người bạn nhé. Thì ở đây mình đã ấn theo dõi rồi này và mình thả tim này và retweet lại bài đăng nhé. Tiếp theo thì tăng tên ba người bạn thì lưu ý là nó sẽ yêu cầu mình là gắn thêm cả hashtag của mấy cái này nhé, mấy cái dấu thăng này. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ nhấp vào cái này nhé, David trả lời này. Thì chúng ta sẽ thắt tên ba người bạn vào đây. Các bạn lưu ý là cái tài khoản của các bạn phải kết bạn với ít nhất là phải có vài người bạn ở trên đây thì các bạn sẽ tắt tên nó sẽ nhanh hơn nhé. Ở trên Twitter này. Đó, chúng ta sẽ tắt tên ba người bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn hashtag này. Crypto nhé. Đó, crypto là một này, airdrop này, hai rồi này, tiếp theo là clam này, ba cái rồi nhá, tiếp theo là token sale nữa là xong này. Các bạn viết đúng như cái mẫu của nó nhé. Đó, sau khi viết xong thì các bạn nhấp vào mục trả lời là xong. Đấy, thì đây là cái mẫu của mình gắn hashtag tên của mấy người bạn này cộng với gắn ở đâu tag tên của ba người bạn cộng với hashtag của bốn cái nó yêu cầu đấy nhé là xong nhé. Đó, thì sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại mục chat này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục submit này nhé.
nó và nó yêu cầu mình dán BEP 20, thì ở đây mình lúc đấy mình có gửi rồi nhưng tại lúc đấy mình làm bị lỗi, thì bây giờ mình chỉ việc copy lại. À đây, quên mất chỉ cho các bạn cách lấy. Thì các bạn lấy cái ví BEP 20 là ví Binance Smart Chain này nhá, các bạn sẽ copy cái ví này, sau đó thì sẽ quay trở lại dán vào đấy nhá. Đó, chúng ta sẽ dán vào đây để gửi cho nó, thì khi nào mà nó trả thưởng thì nó sẽ về cái ví này của mình nhá. Đó, và các bạn có thể là claim luôn ở cái ví đấy cũng được, thì khi nào về nó sẽ trả cùng về cái ví claim đấy nhá. Cái ví mà các bạn vừa claim kèo này xong ấy, thì các bạn copy cái link ví BEP 20 này, sau này nó có trả thưởng thì nó cũng về cái ví claim của bạn luôn. Các bạn không cần phải bật hiển thị nữa cho nó dễ. Đó, còn bạn nào mà muốn không claim mà làm airdrop chatbot này, thì các bạn thì xem cái mục hướng dẫn của mình ở cái mục claim để bật hiển thị coi nhé. Nó như vậy là xong rồi này. Ở đây thì nó có chúc mừng bạn này đã hoàn thành và nhận được là 5 triệu cái đồng coin này, và nó sẽ bắt đầu phân phối phần thưởng vào ngày mùng 1 tháng 10 nhé. Nó sẽ phân phối phần thưởng vào ngày mùng 1 tháng 10 này. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào đây để lấy cái mục contract, mục link để chia sẻ nhé. Bạn nào thích chia sẻ thì copy link để chia sẻ này. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Đó, thì cái video hướng dẫn cho anh em nhận được là 5 triệu cái đồng coin KOS này tới đây là kết thúc nhé. Bạn nào mà thấy video hay hữu ích thì có thể là ấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video, những cái kèo hot nhất khi mình đăng lên kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.